Còn mình đi ăn thịt nướng nha. Cũng lâu rồi chưa ăn nên là thấy hơi thèm. Mà đã thèm rồi thì phải tranh thủ đi ăn ngay chứ không là nó hết cơn thèm. Thì hôm nay mình đi ăn buffet thịt nướng. Mình ăn ở hẻm Tokyo. Ở đây thì có hai loại buffet, một loại cao cấp và một loại bình thường. Mình thì chỉ ăn loại bình thường thôi. Loại bình thường là 209 cho một người. Loại cao cấp là 329 cho một người nha. Buffet ở đây mình thấy ăn cũng khá là ngon, giá cả thì cũng rất là ok luôn. Các loại đồ ăn nhanh như vậy thì chỉ có xiên que và khoai tây chiên thôi. Hơi ít nhưng mà không sao, mình tới đây chủ yếu là để ăn bò và hải sản mà. Cái gầu bò này nó dai cực kỳ luôn mọi người ạ. Nhưng mà ba chỉ bò và ba chỉ heo thì rất là ngon. Và tất nhiên là cái nước chấm nó phải ngon thì mình chấm thịt ăn nó mới ngon được. Còn đây là lòng heo nướng, sườn non nướng, tôm nướng nữa này. Thì buffet bình thường thì là dùng cái loại tôm này, còn cái loại cao cấp hơn thì dùng cái loại tôm to hơn một tí. Nhưng mà mình thì không thích ăn hải sản nướng nên là mình chọn cái mức bình thường, chứ mình không nói là mình không có tiền để ăn mức cao cấp đâu nha. Hàu ở đây thì là hàu đông lạnh chứ không phải là hàu tươi nên là hàu ở đây ăn không có ngon. Có cả gà nướng nữa nha, view đường phố luôn nha, vừa ăn vừa ngắm người ta đi qua đi lại cũng vui phết nhỏ. Tiếp theo là mình lên hai cái lẩu nè, một lẩu sữa collagen và một lẩu thái chua cay. Lúc trước thì mình ăn ở đây cái lẩu sữa collagen nó rất là ngon, ăn nó thơm mùi sữa cực kỳ, cảm giác rất là thanh. Đó cũng là một trong những lý do mà mình thích quay trở lại cái quán này, một phần là mình muốn ăn lại cái lẩu sữa đó cơ. Nhưng mà hôm nay hơi buồn tí, mình nghĩ là quán đã đổi đầu bếp, tại vì hai cái lẩu mình ăn cái vị nó không giống như trước. Lẩu sữa thì nấu lên xong là nó trong veo và nó không còn được giống như xưa, nó cũng không còn thơm mùi sữa nữa mà nó chua lắm. Cái vị chua nó lắng át hết cái mùi vị đặc trưng của lẩu, và cái lẩu thái cũng chua luôn. Hơi chán vì cái lẩu mà mình thích nó không còn như xưa nữa, nó thay đổi rồi.